xin giới thiệu Priya, một bà mẹ 37 tuổi đang làm việc ở Đông Bắc Calgary. Priya biết rằng việc xây dựng các mối quan hệ tin cậy và thiết lập mạng lưới hỗ trợ là điều quan trọng đối với gia đình và sức khỏe cá nhân của cô. Đó là lý do tại sao Priya và gia đình cô ấy trở thành thành viên của Patient Medical Home. Như vậy, tức là họ luôn đến gặp bác sĩ Sharma, bác sĩ gia đình của họ, bất cứ khi nào họ cần các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Phòng khám của bác sĩ Sharma là nơi thân thiện, luôn chào đón mọi người, thực sự mang không khí như ở nhà. Việc gặp bác sĩ Sharma để được chăm sóc sức khỏe thường xuyên giúp Priya và gia đình cô không bị bệnh. Priya cũng nhận được sự hỗ trợ tại Medical Home từ toàn bộ đội ngũ chuyên gia, những người có thể trợ giúp cô những việc như ăn uống lành mạnh, bỏ hút thuốc, kiểm soát bệnh tiểu đường, đối phó với chứng trầm cảm, cơn đau mãn tính và nhiều cơ hội chăm sóc sức khỏe khác. Ví dụ, Priya bị đau do viêm bao hoạt dịch hông. Cô đến khám bác sĩ Sharma và được giới thiệu đến gặp bác sĩ vận động học để học một số bài tập. Lúc đầu, Priya nghĩ tập thể dục không thể giúp giảm bớt cơn đau này. Nhưng chẳng bao lâu, Priya đã thấy các bài tập giúp hông, lưng dưới và cổ của cô ấy khỏe hơn. Và bác sĩ vận động học đã theo dõi sự tiến triển của Priya để đảm bảo rằng cô đã thực hiện các bài tập đúng cách và tình trạng của cô đang được cải thiện như mong đợi. Văn phòng của bác sĩ Sharma thậm chí còn gọi cho Priya để đặt lịch hẹn tái khám tại phòng khám sau khi nhận được phiếu tư vấn từ bác sĩ vận động học. Priya đã rất ngạc nhiên bởi mọi thành viên đội ngũ ở Medical Home đều đang chăm lo sức khỏe và thể trạng của cô. Cô hiểu được nhóm làm thế nào để không ai bị lãng quên trong một hệ thống chăm sóc sức khỏe phức tạp. Một người khác ở Calgary rất hài lòng với Medical Home là Navin, một giáo viên mới chuyển đến Calgary, được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2. Anh ấy cũng có mức cholesterol cao và rất khó giảm cân. Navin đã rất vất vả để xoay sở với những vấn đề này, cho đến khi anh ấy tham gia Medical Home. Giờ đây, Navin có một bác sĩ, một điều dưỡng viên bệnh tiểu đường, một chuyên gia dinh dưỡng để giúp anh ấy ăn uống lành mạnh và một dược sĩ chăm lo về thuốc. Đây là cả một nhóm chăm sóc anh ấy nhằm đạt được các mục tiêu về sức khỏe cho anh. Sau thời gian làm việc chung, đường huyết của Navin giảm xuống mức bình thường trong vòng 4 tháng. Cuối cùng, anh ấy cũng có thể giảm cholesterol, huyết áp và cân nặng. Theo kinh nghiệm trước đây, Navin nghĩ rằng mình sẽ phải chống chọi với căn bệnh tiểu đường trong suốt phần đời còn lại. Vì vậy, anh rất ngạc nhiên về cách Medical Home có thể trợ giúp anh nhanh chóng và dễ dàng để có thể kiểm soát sức khỏe của mình. Trở thành thành viên Medical Home sẽ giúp quý vị được chăm sóc y tế nhanh chóng và dễ dàng. Đây là nơi khởi đầu cho tất cả các nhu cầu y tế của quý vị, nơi quý vị có thể thảo luận mọi mối quan tâm của mình với người mà quý vị tin tưởng sẽ chăm sóc mình chu đáo. Mọi việc đều riêng tư và bí mật, hồ sơ y tế của quý vị không được chia sẻ với bất kỳ ai bên ngoài Medical Home. Nghiên cứu cho thấy những người duy trì mối quan hệ liên tục với bác sĩ gia đình và nhóm chăm sóc sức khỏe sống lâu hơn và ít phải đến bệnh viện hơn. Trở thành thành viên Medical Home sẽ giúp quý vị kiểm soát tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe của mình và giúp đưa ra những lựa chọn sức khỏe tốt cho bản thân và gia đình. Để thiết lập Medical Home, xin truy cập mosaicpcn.ca hoặc gọi số điện thoại trên màn hình.